Xin chào các khán giả của Tagawai. Bóp nát quả cam, hành động này khiến cho các bạn nhớ đến ai? Không thể khác được phải không nào? Đó chính là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn, cậu thanh niên với hành động cảm phẫn bột phát trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, giặc Nguyên Mông làm le xâm lược nước nhà. Trở nên nổi tiếng trước hậu thế chỉ sau một phút giây bột phát. Thế nhưng mà không phải ai cũng biết về tiểu sử cuộc đời của chàng thanh niên quả cảm này. Thực hư cái chết của Quốc Toàn khi còn đương tuổi trai trẻ là gì? Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Tạ Cả tìm hiểu. Tiểu sử Trần Quốc Toàn hé lộ nguyên nhân khiến Trần Quốc Toàn từ trần khi tuổi đang còn rất trẻ. Chi tiết về thân thế của Trần Quốc Toàn. Theo ghi chép từ lịch sử, thì Trần Quốc Toàn là con của Vũ Uy Vương Trần Nhật Duy và bà Trần Ý Ninh, tức nghĩa là cháu nội của vua Trần Thái Tông. Sau khi nhà Trần đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258, vua Trần vẫn chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên, lo lắng rằng một khi quân Nguyên thắng được Tống thì sẽ rộng đường tiếp tục tiến đánh Đại Việt thêm một lần nữa. Nghĩ vậy, vua bèn cử Trần Nhật Duy và vợ là Trần Ý Ninh cùng một số tướng sang giúp nhà Tống. Các trận đánh nổi tiếng của quân Tống chống lại quân Nguyên ở thành Điếu Ngư và thành Tương Dương đều có sự giúp đỡ của Vũ Uy Vương cùng các tướng Đại Việt. Trong đó, trận đánh ở thành Điếu Ngư còn xuất hiện cả trong bài Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Vào năm 1267, Trần Quốc Toàn được sinh ra trên đất Tống. Chính vì vậy, khi lớn lên, ông có quen biết với rất nhiều bạn bè là hoàng tộc nhà Tống. Đến năm 1279, nhà Tống bị quân Nguyên Mông đánh bại hoàn toàn, Trần Quốc Toàn đành phải trở về nước. Thời gian này, Quốc Toàn đam mê cung kiếm, luyện rèn võ nghệ, bình thư và được Trần Hưng Đạo rất mực khen ngợi. Cùng lúc đó, một số quân Tống cũng chạy sang lánh nạn ở Đại Việt, và trong đó có hoàng tử Triệu Trung. Hoàng tử Triệu Trung và em gái là công chúa Triệu Hòa cùng quân của mình sau khi sang Đại Việt đã nương thân dưới tướng của Trần Nhật Duật, tham gia cùng với đội quân Đại Việt chống lại quân Nguyên Mông. Về sau, đội quân của Trần Quốc Toàn cũng chính là đặt dưới sự chỉ huy của Trần Nhật Duật. Lại nói, Trần Quốc Toàn thời nhỏ ở Tống nên cũng quen biết với Triệu Trung, nay lại nhờ chuyện cùng ở dưới trướng của Nhật Duật mà càng thêm thân thiết hơn với công chúa Triệu Hòa. Sách sử chép lại, công chúa Triệu Hòa là người tài hoa và vô cùng xinh đẹp. Nàng và Trần Quốc Toàn cảm mến yêu thương nhau và sau này đã nên nghĩa vợ chồng. Từ chàng thanh niên uất ức bóp nát quả cam đến chỉ huy cả đội quân trẻ tuổi hơn 1.000 người đánh giặc. Vào năm 1282, vua Trần Nhân Tông tổ chức hội nghị quân sự cấp cao gồm các vương hầu và tướng lĩnh tại bến Bình Than để bàn kế sách chống giặc Mông Nguyên. Còn chàng thanh niên Trần Quốc Toàn khi ấy vì còn ít tuổi nên không được tham dự hội nghị để bàn việc quân, chỉ được vua ban cho một quả cam rồi cho lui. Hổ thẹn uất ức, Trần Quốc Toàn đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết. Không nản lòng, ông tập hợp những người thân thuộc và trai tráng trong vùng thành đạo quân hơn 1.000 người, rồi tự sắm sửa vũ khí, chiến thuyền và cùng nhau ngày đêm luyện võ, tập trận, chờ thời cơ mà đánh giặc. Đội quân trẻ tuổi của Quốc Toàn dương cao lá cờ vàng thêu 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, tức nghĩa là phá giặc mạnh, đền ơn vua. Sau này khi đối trận với giặc, ông chẳng ngần ngại tự mình xông lên trước quân sĩ. Giặc trông thấy tự biết phải lùi tránh, không dám chống lại. Cứ thế, tiếng vang của Trần Quốc Toàn và lá cờ thêu 6 chữ vàng được lan truyền khắp mọi nơi. Ngay đến cả Hưng Đạo Vương cũng phải khen ngợi và cho Trần Quốc Toàn đem quân đến tham gia các cuộc duyệt binh lớn ở Thăng Long. Đến năm 1285, quân Mông Nguyên tràn vào nước ta. Lá cờ thêu 6 chữ vàng ở Trần Quốc Toàn trở nên phổ biến và xuất hiện trên nhiều mặt trận. Ông đã trực tiếp chỉ huy đội quân hơn 1.000 người sát cánh chiến đấu với quân chủ lực triều đình, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội ở Hàm Tử, Tây Kết, Trường Dương. Giặc Mông Nguyên hùng mạnh là như vậy, cuối cùng vẫn phải bỏ Thăng Long, chạy về Kinh Bắc là Bắc Ninh để mà tìm đường về nước. Trần Quốc Toàn được lệnh điều quân đến mai phục, chặn đánh địch ở vùng sông Như Nguyệt. Trong những trận đánh quyết liệt đó, đạo quân do Quốc Toàn chỉ huy đánh cho giặc thua tàn tác. Tuy nhiên là không may, Trần Quốc Toàn đã anh dũng hy sinh khi vừa mới tròn 18 tuổi mà thôi. Được tin ông mất, vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc. Nhà vua cho cử hành tang lễ trọng thể, đích thân làm văn tế và truy tặng Trần Quốc Toàn tước Hoài Văn Vương. Bí ẩn về cái chết của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Nổi tiếng với lòng dũng cảm và ý chí căm thù giặc gắn liền với câu chuyện bóp nát quả cam. Thế nhưng sự thật là có rất ít sử sách Việt Nam nói rõ về cái chết của Quốc Toàn, thậm chí là thời gian, ngày tháng cụ thể mà ông mất, cho đến ngày này vẫn chưa được thống nhất. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỳ quyển 5 có ghi: đến khi mất, vua rất là thương tiếc,
thân làm văn tế lại ra phong tước vương. Các quyển sử nhà Nguyên cũng đề cập đến cái chết của ông. Trong quyển Kinh Thế Đại Điển Tự Lục, trong Nguyên Văn Loại thì có ghi: đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hậu đến đuổi thì bị giết. Còn theo sách Việt Sử Ký Yếu của Trần Xuân Sinh, khi mà Ô Mã Nhi đánh vào Vân Đồn để cướp lương thực, lúc này Quốc Toản và Trần Khanh Dư chống trả quyết liệt. Trần Quốc Toản bị thương vong trong trận này và qua đời vào ngày 2 tháng 2 âm lịch, khi chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Thế nhưng liệu có nhầm lẫn gì hay chăng? Và Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản có đúng là đã tử trận năm 18 tuổi hay không? Theo đó, các nhà sử học Việt Nam vẫn chưa dám khẳng định chắc nịch điều này. Tuy nhiên là cuốn Đông A Di Sự cùng gia phả họ Trần lại cho thấy một điều hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta từng biết. Đó là Trần Quốc Toản không hề tử trận. Cụ thể là khi nhà Nguyên đã mạt vận, rất nhiều cuộc khởi nghĩa người Hán đã nổ ra để đánh đuổi nhà Nguyên. Lúc này vợ chồng Trần Quốc Toản đã cùng nhau trở về phương Bắc, khởi binh khôi phục nhà Tống. Sau này trong cuộc khởi nghĩa lớn nhất chống lại nhà Nguyên của Trần Hữu Lượng, có rất nhiều người là con cháu hậu duệ của vợ chồng Trần Quốc Toản cũng tham gia. Cuốn gia phả của hậu duệ Trần Quốc Toản là Viêm Phương Trần Tộc Lưu Phả, có ghi lại rằng vợ của Trần Quốc Toản là công chúa cuối cùng của triều đại nhà Tống là Triệu Ngọc Hoa. Trong gia phả còn nói rõ Trần Quốc Toản sống rất là thọ chứ không hề tử trận. Sách Đông A Di Sự cũng chép lại rằng Tam Tư niên hiệu Hưng Long thứ 7 là năm 1299, nội cung nhà Trần phát hiện ra chuyện tình giữa quan sử mật viện ở trong cung là Đoàn Nhữ Hài cùng cung nữ Giao Châu. Theo đó cả hai bị khép vào tội chết. Tuy nhiên là nhờ sự có mặt kịp thời của Huệ Túc phu nhân mà cung nữ Giao Châu được cứu. Còn Đoàn Nhữ Hài làm sử mật viện là người của họ Đông A nên giao cho thân vương sử. Theo lệ nhà Trần thì các thân vương đều về ấp ở, mỗi tháng chỉ cần một vị ở triều đại diện cho các thân vương. Và vị thân vương đại diện tháng 4 năm ấy lại chính là Trần Quốc Toản. Cũng dẫn sử trong Đông A Di Sự, tháng 4 đến lượt Trấn Bắc Đại Tướng Quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, hầu mới kính cẩn thưa: thánh đức của Thái Tôn nhà ta nên giữ lấy, thần xin tác hợp cho Đoàn Tiên Sinh và Giao Châu. Như vậy thì có thể thấy rằng trong sách sử không ghi rõ và cũng không nhất quán về cái chết của Trần Quốc Toản. Nhưng mà trong gia phả dòng họ cũng như cuốn Đông A Di Sự đều cho rằng Trần Quốc Toản hoàn toàn không hề bị tử trận. Sau này cũng có giả định suy đoán rằng có thể Trần Quốc Toản trong chiến trận bị thương rồi mất tích chứ không hề chết. Tuy nhiên là một số nhà nghiên cứu họ Trần vẫn tin vào tính xác thực của cuốn Đông A Di Sự do Trần Triệu, Bình Chương Quốc Sư và Băng Hồ Tướng Công Trần Nguyên Đán chắp bút. Bởi đây là cuốn sách do người trong dòng tộc nhà Trần ghi chép lại một cách đầy chân thực và chi tiết tất cả những sự việc liên quan đến triều đại nhà Trần. Lịch sử thì luôn có những điều khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Đôi khi tưởng vậy mà chưa chắc đã là vậy, phải không nào? Thế nhưng lắm lúc chính những tranh cãi nảy lửa lại khiến cho lịch sử trở nên thú vị và thu hút hơn bao giờ hết. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nhớ like và subscribe để là người đầu tiên theo dõi các video mới nhất của Tagawai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.